Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Lễ kính Đức Phật Đức Thầy. Kính thưa các bậc lão thành, thầy cũng như chư quý vị đồng đạo hiện diện kính mến. Thì hôm nay có mặt chúng ta cũng hội ngộ hôm nay. Thì hôm nay thì cũng được là anh em để mời nhau trong cuộc họp ăn một cái lẩu nhà đồng đệ tạo đó quý vị. Cái lẩu bữa nay ông ăn rất ngon nha. Thì hôm nay cái đây là kêu bằng xã gì đệ? Xã Khánh An. Xã Khánh An ha. Khánh An là tỉnh An Giang của mình, thấy không? Huyện An Phú. Huyện An Phú hả? Kính thưa chư quý vị, thì chúng tôi cũng thường nói hoài á, thì đại đạo liên quan dạng chỗ ngài. Một là chúng tôi là trong giáo lý của Đức Thầy của chúng ta thì cái kính trọng nhất là Phật, Thánh, Tiên. Thì trong khi đó thì đứng ở trên thì chúng ta thì có Đạo Phật và Đạo Phật Giáo Hòa Hảo. Thì kế đó là Đạo Thánh, tức là Đạo Công Giáo. Thứ ba nữa là Đạo Tiên. Thì trong Đạo Cao Đài thì hôm nay tất cả tôn giáo, thì người ta thường nói câu nói đó quý vị, nhân hư chứ đạo bất hư. Thì hôm nay tất cả những tôn giáo thì chúng ta cũng sẽ tôn trọng hết. Thì có câu nói là nhân vô thập toàn đó quý vị. Thì hôm nay thì tôi biết được bao nhiêu thì tôi nói bao nhiêu, chứ không phải là mỗi người nào lên nói đây thì cũng biết được hết đâu hết quý vị. Thì tôi có những gì, ví dụ như giả sử như anh em đồng đạo đây thì có một cái ý kiến gì để mình trao đổi với nhau. Ví dụ anh em có một thắc mắc cái chuyện gì, ví dụ giả sử như trong cái cuộc mà tu của trong giáo lý của Đức Thầy, mà thấy có cái chỗ nào mình để bàn với luận với nhau, để hỏi với nhau, đó là bàn với luận. Vậy trước hết thì tất cả là anh em đồng đạo đây thì muốn hỏi ý gì để mình trao đổi với nhau ha quý vị. Dạ. Vậy là mời quý vị. Dạ Nam Mô A Di Đà Phật. Hôm nay chúng em chúng cháu nơi đây cũng hội ngộ với huynh hai. Thì trước thì giếng sức khỏe, sau thì cũng huynh đệ gặp nhau để trao đổi Phật pháp. Dạ kính thưa huynh hai, thì lúc Đức Thầy ra đi đó, Đức Thầy có để lại một câu là sau này sẽ có tam thiên lục bá khắp chàng hại dân. Có nghĩa là 3600 mối đạo sẽ hại dân. Thì ở gần đây thì có một cái cậu bé, không biết nữ hay là nam, là 7 tuổi mà xưng là Hồng Hà Nhi. Rồi có xúc phạm cũng như là leo lên bàn thờ, rồi trong khi hình thầy ở dưới, hình Phật ở dưới mà lên bàn thờ, rồi những cái việc xúc phạm rất là quan trọng. Thì xin huynh hai cũng nhận định dùm cái phần này. Dạ Nam Mô A Di Đà Phật. Cảm ơn. Thì vừa qua thì tôi nghe đồng đạo á, thì nói một câu nói là tam thiên lục bá đó. Cái câu này hay quá hay quý vị. Cái thời mạt pháp này đây đó là đã xuất hiện rồi quý vị. Cái này là đời mạt pháp này thấy rõ ràng là đã xuất hiện rồi đó. Nhưng mà tôi chút xíu tôi chỉ nghe quý vị xuất hiện nha. Bây giờ chúng ta tin lời Phật, lời thầy của chúng ta đã dắt cả những thánh văn đó mà đã nói. Nhưng mà trong lời của Đức Thầy đó đã nói đó quý vị. Khùng dưng lệnh Tây Phương Phật Tổ nên giáo truyền khắp cả Nam Kỳ, hội Long Hoa chọn kẻ tu mi, người hiền đức đặng phò chân chúa. Quý vị thấy cái câu này là Đức Thầy đã khẳng định rõ ràng không? Khùng dưng lệnh Tây Phương Phật Tổ, tức là từ mà thầy ở Tây Phương Phật Tổ mà thầy ở trên là A Di Đà mà xuống đây để giáo hóa chúng sanh nha. Nhưng mà chặng này quý vị không, để mới vừa hỏi qua mà có trên đài bây giờ thấy cộng đồng mạng đó, thì bây giờ thấy là rõ ràng là cái cô bé này đâu khoảng mới có 5 tuổi hay 7 tuổi gì quý vị, mà bây giờ dám leo lên bằng Phật Tổ của A Di Đà, Phật Tổ Phật Thích Ca, mà dám lên đó mà múa men mà nói xàm nói bậy này kia nọ đó ha. Mà bây giờ có một số người đó mà bây giờ hiện tại cũng còn đang tin tưởng cô bé này ha, là tin tưởng là cô bé này là Hồng Hà Nhi Phật trời ha, là một thánh nhân hay là một cái ông thần ông thánh nào để mà nhập về để cô bé này lên để mà lên làm những cái trò cái gì đó. Thì bây giờ hôm nay để hỏi thì tôi trả lời ngay một cái đoạn này. Bây giờ tôi nói là một cái điều kiện thứ nhất, tức là cái cô bé mà nói Hồng Hà Nhi này nè, là coi như bây giờ là một là cô bé này bây giờ hiện tại bây giờ cái thời mà cái thời mà thời đại bây giờ đó là văn minh, mà cái vụ điện thoại này đó quý vị, thì trong này đó có những cuồng phim mà giả tưởng đó, hay hoặc cô bé này có coi mà cái cuồng phim mà của Na Tra đó, có thường phim mà bắt lên những mà phim hoặc quả của Na Tra đó, coi chừng em bé này bị nhiễm, thấy không, coi chừng em bé bị nhiễm, rồi em bé này từ nhỏ từ 3 tuổi 4 tuổi 5 tuổi mà coi cái máy này rồi đó,
thì em bé này có thể nhiễm theo là làm như là hồng hệ dây, thấy không? Bị em bé này không biết là trời, không biết là Phật, không biết là gì đó quý vị. Đó, thành thử ra từ cái chó lên mà bắt đầu là coi được một cái đó rồi đó. Rồi bắt đầu em bé này bắt đầu mới là xàm xàm, mới nói là ta đây là xưng hồng hệ nhi ha, lên phá Phật tổ, lên phá A Di Đà, phá đủ thứ hết. Rồi gia đình không hiểu không biết, nói là con mình như vậy là ông Thắng, ông Thành nào nhập. Rồi như vậy là không khuyên con mình, mà trước đầu tiên không dạy dỗ con mình, không lo cho con mình, không hiểu được con mình. Hôm nay như vậy là từ chỗ đó là thấy con mình, cháu mình làm vậy, thì bắt đầu mới là tôi nói thẳng ra là cái người này nó không có trình độ. Rồi từ đó thấy con cháu mình làm vậy đó, bắt đầu là tưởng thiệt như vậy, không có trình độ nha. Rồi cái người ta thấy gì ta bu lại ta coi, coi mới giúp đỡ tiền bạc này kia nọ. Rồi từ thừa chỗ này bắt đầu gia đình làm tới luôn. Mà tôi có coi một đoạn phim nha, tôi coi không dài nha quý vị. Tôi coi đoạn phim hình như cái nhà này hình như bên đây có thờ Phật Tổ nè, bên đây có thờ A Di Đà nè, bên đây có thờ Quan Âm nè, thờ một dọc luôn. Thì đây là cái gì? Đức thầy của chúng ta là đây là nói là cái này là toàn bộ là mê tín không. Muốn thờ ông Phật phải biết ông Phật nào, rồi muốn thờ như thế nào phải biết. Còn này thờ không biết ai trơn. Đó là tôi nói cái giới thứ nhất là trong gia đình, tức là không hiểu em bé này từ nhỏ lớn lên gì, đây là bị nhiễm. Tôi nói là coi hồng hài nhi nha, coi là những cái cuồng phim mà của mà Na Cha đó, là cô bé này bị nhiễm hồi nhỏ lớn nè. Rồi gia đình không biết nè. Tôi nói là cái đó là cái thứ nhất. Và cái thứ hai thì cô bé này nè, coi chừng một con tinh hay một con quỷ nào nó đã nhập vô mà không biết, rồi nhảy lên bắt đầu là phá, là tôi đây là hồng nhi lên phá Phật tổ này kia nọ. Quý vị cảnh giác cái chỗ này, coi chừng nó phá được mà ông Phật này, ông phá được những ông Phật hình bằng tượng này đây đó, coi chừng nó liên lụy tới gia đình mình, nó khổ tới gia đình mình, thấy không? Mà mình không hay nha. Tới chừng lúc này nó vậy mà mai mốt nó đòi heo ăn bò ăn vịt, là lúc đó là nó nổi nanh nổi rút lên ha, là lúc này mình chị không có kịp nghe quý vị. Hôm nay là tôi nói thật quý vị cảnh giác như này. Rồi đó là tôi nói là cái phần thứ hai. Và phần thứ ba, hôm nay chúng ta đã theo đạo Phật rồi, Phật giáo Việt Nam là tôi nói nè, đạo Phật là đạo Phật giáo hòa hảo nè. Có số người ta tin theo, ta nói đó là hồng hài nhi thiệt đó nghe, bây giờ như vậy hồng hài nhi nhập. Bây giờ tôi nói thật quý vị, đây là cuồng phim hồng hài nhi để ra hồng hài nhi thôi. Bây giờ quý vị thấy có ai mà thờ mà hồng hài nhi không? Chưa có ai thờ hồng nhi. Thí dụ quý vị lên trên núi, lên trên non, quý vị thấy một hai người thờ hồng nhi, mà hồi đó giờ cái lịch sử hồi đó giờ quý vị thấy đó, hồng hài nhi này từ đâu có? Cái này là chuyện cổ tích lại thôi, cái chuyện cổ tích thì lại thôi, chứ còn hoàn toàn là cái chuyện này nó không có sự thật ở ngoài đời nghe quý vị. Cái chuyện này là cổ tích để lại thôi. Thì bây giờ cổ tích bây giờ như vậy là hỏi hồng hài nhi này ở đâu, không biết ở đâu trơn. Ba đầu bên Trung Quốc nó ra cái hồng hài nhi này, rồi ra cùng phim Na Cha, rồi ra cùng phim là thí dụ như là cùng phim Na Cha là hồi đó mà rồng bay chở Na Cha lột lớp này cái nọ, ao sen mà để thành người này cái nọ. Thì đây hoàn toàn quý vị thấy là chuyện cổ tích không, không bao giờ có sự thật đó. Nói chuyện cổ tích không, mà bây giờ như vậy là bây giờ nói hồng hài nhi bắt đầu bận đầu hồng hài nhi lên múa men lên Phật tổ, đứng ngay Phật tổ mà múa men như vậy. Rồi bây giờ quý vị thấy nghĩ sao? Thì hôm nay ý là đệ mới vừa hỏi, tôi nói hoàn toàn này, một là bị nhiễm trong những cái cuồng băng của những cái cuồng phim hoạt họa của mà hồng hài nhi đó, cuồng phim hoạt họa của gì mà nãy tôi mới nói đó, cái gì mà hồi sen là cái lớp sen Na Cha, đó là coi những cuồng phim Na Cha đó, đây là bị nhiễm nha quý vị. Cái đó thứ nhất. Và cái thứ hai, nếu bây giờ cô này coi chừng bị gần đó, bên ranh đó, hay hoặc có đi núi đi non đi đâu mà bị con tinh mà nó nhập vô, bây giờ quý vị cảnh giác ngay chỗ này. Thành thử ra hôm nay đạo hoặc Phật giáo hòa hảo chúng ta tu thì phải có tâm và trí. Nếu mà không có tâm á thì hay xảo trá, thấy không? Mà nếu mà có tâm á mà không có trí thì bị người ta lường gạt cho quý vị. Cái này quý vị hôm nay tôi nói thẳng quý vị là nếu mình đạo Phật giáo hảo nên cảnh giác ngay chỗ này, đừng có bị ai là lường gạt. Tôi nói thật quý vị, không có Na Cha nào hết, tôi nói thẳng luôn, không có Na Cha nào hết, là không có hồng hài nhi nào hết. Cái này là chuyện cổ tích để lại thôi, chứ hoàn toàn đây bên Trung Quốc, chứ bây giờ là thực tế là cái này nó không bao giờ có. Đây là tôi dám nói mạnh. Thành thử hôm nay quý vị nên cảnh giác ngay chỗ này. Đó là cái điều thứ nhất. Thì tôi cũng có bao nhiêu để trả lời với đệ đó, thì trong bao nhiêu thì đệ có hỏi tiếp gì tôi xin trả lời tiếp. Nam mô Di Đà Phật. Xin cảm ơn huynh hai đã có những phần chia sẻ rất là hữu ích cho tất cả mạng cộng đồng.
cũng như hiện giờ trên kênh YouTube của anh em thì rất là hâm mộ Quỳnh Hai, tại Quỳnh Hai nói ra những lời lẽ chân thật của giáo lý thầy để cho bà con người ta được tu hành tinh tấn thêm. Thì được câu hỏi tiếp theo của em cháu xin hỏi là thời gian gần đây thì ở ngoài nước ngoài cũng rất là xôn xao, cũng rất là về cái việc chiến tranh của Nga và Ukraine, mà hiện giờ thì nó đã gọi là đến cái mức độ là cao trào rồi, nóng bỏng rồi, thì cũng người ta cũng hỏi là nhóm chiến tranh này có chấm dứt hay là không, thì xin Quỳnh Hai phân giải dùm. Dạ Nam Mô A Di Đà Phật. Kính thưa chư quý vị, hôm nay đồng đạo hỏi qua thì cái chuyện chiến tranh về thế giới, bây giờ chiến tranh này thế giới này đây đó, thì trên đài này đó, thì cũng có nói là luôn cả thế giới quý vị, thì chắc chắn là ai cũng có coi biết hết rồi đó. Nhưng mà có số, thí dụ tôi cũng thường nói qua, có số đi làm việc hay hoặc có số người ta đi làm ruộng làm rẫy thì không có thời gian rảnh để mà coi thời sự, thì nó ngay tôi cũng coi được chút đích thì tôi biết được bao nhiêu nên nói bao nhiêu. Thì bây giờ trong chiến tranh mà cái sự mà xảy ra là của Nga Ukraine đó quý vị, thì quý vị biết thì nếu chiến tranh mà Nga mà để mà qua mà xâm lược bên đất của Ukraine đó, thì tức là vào ngày 24 tháng 2 năm 2022 thì bắt đầu khởi chiến tranh. Nhưng mà tôi nói thật quý vị đó, thì đây là Đức Thầy cũng có nói một câu nói với quý vị: tuồng xưa kia sắp đặt đã lâu, bởi chuyển xây cái đất một bầu. Thành thử ra hôm nay đó thì cái gì cũng là do trời quyết định quý vị, cái này là sắp đặt. Chứ thực tế ra là ông vua đó, kể như thí dụ như ông Putin là ông vua đi, ông là hồi xưa là gọi vua nha, bây giờ gọi là chủ tịch nha, chứ hồi xưa là gọi là vua. Thì bây giờ ông vua đó, ông tính toán rất hay. Nếu ông vua là đã là cai trị một cả nước mà đất nước của Nga là lớn nhất trong thế giới này, là 1.700.000 km vuông, thì đó là lớn nhất, nó lớn gấp bằng 5 bằng 7 lần cái đất nước của Ukraine, mà so Việt Nam mình lớn gần 20 lần nữa quý vị, lớn lắm, thấy không? Thành thử ra ông Putin này nắm giữ một đất nước đó không phải là chuyện tầm thường, mà thế giới này đó ai đứng đầu thì chỉ có Mỹ và Nga đứng đầu thôi. Mà quý vị, cách đây là 1-200 năm nay, chắc nói luôn là 5-700 năm nay, thì giữa và Mỹ và Nga này đó thì hai người đang hợp tác, đồng hợp tác với nhau đó, thì ở đó giờ không bao giờ có chiến tranh xảy ra. Mà quý vị biết không, đệ nhất thế chiến thì xảy ra 1914 đó, thì giữa là Đức và đồng thời Hitler, Hitler Đức đó, và đồng thời quánh với Nga. Qua trận chiến vào 1939 khởi chiến tranh đâm đệ nhị thế chiến, mà tới 1945 đó thì coi như là Đức mà Hitler đó là coi như bao một trận đánh ở Nga đó, mà bị tiếc là cũng như là tháng này nè đó, bị tiếc có thể là trên 0 độ đó. Rồi như vậy là thời gian như vậy là quánh cũng như mười mấy nước như trẻ tre vậy, nhưng mà tới bao thành của Nga thì lấy không được, thì lúc đó thì tiếc là bắt đầu đóng giày lên, thì vào lúc đó thì là phát xít thì chết lần lần nhiều lắm. Nên nở ra từ chỗ đó Nga mới thắng trận đó. Thì sau là ngày 30 tháng 4 năm 1945 đó quý vị, thì coi như là Hitler tự dặn chết, bắn súng vô đầu chết. Thì đây đó là tôi nói qua là cái đệ nhị thế chiến, thì lúc đó Nga thắng trận. Thì hôm nay Nga cũng quyết định là quánh Ukraine trong vòng là 7 ngày lấy đất nước Ukraine. Thì thật sự, đây là nói thật sự, nếu mà nói về vũ khí tối tân, mà nói về lực lượng, mà nói về chính trị á, thì Ukraine này chỉ một mà Nga phải 10. Bảo đảm quánh, không nói trong vòng 7 ngày, tôi nói thật quánh ha, trong vòng 3 ngày, 1 ngày là lấy bức Ukraine, chứ đừng có nói cái chuyện mà nói 7 ngày, không nói 7 ngày. Thì ông Putin này tính không có sai đó quý vị, tính không có sai đó. Thì ông đem ra 120.000 quân là ông bao hết trơn, là tất cả khu vực là 4 tỉnh của mà Ukraine. Thì bây giờ ông tôi lặp lại đó, thì Donetsk nè, Lugansk nè, Kherson nè, Zaporizhia nè, trong 4 tỉnh này là coi như bao hết trơn, là quánh trong vòng có mấy bữa là lấy hết trơn, 4 tỉnh lấy hết trơn. Thì quý vị biết không, là trong 4 tỉnh này là lấy xong xuôi đàng hoàng hết trơn đó. Thì cái ông tổng thống của mà Zelensky là của Ukraine đó, mới đi là cầu viện, gọi là đi cầu viện đó. Thì qua cầu viện bên Mỹ và bên Anh, tất cả là bên Mỹ bên Anh mới là cho một, gọi là một khối NATO. Mà nếu mà bây giờ như vậy, tôi nói thật với quý vị đó, bây giờ không phải là Ukraine quánh với Nga, quý vị trên cộng đồng thế giới này ai cũng biết hết rồi đó, không phải là Nga đánh Ukraine. Nếu mà thằng Nga quánh Ukraine, tôi nói thật quý vị, không được 3 ngày đâu, đừng nói 7 ngày, 3 ngày là Nga sẽ lấy Ukraine. Nhưng mà bên cạnh đó là Mỹ. Thằng Mỹ bây giờ nói là anh em mày đánh đi, tao cho mày mượn vũ khí,
tao cho mày mượn tiền mà chẳng tao lo cho mày hết. Rồi tất cả bên khối NATO mấy chục nước, rồi trong đó là bên cạnh nè, có Ba Lan nè, rồi Thụy Điển nè, sát bên cạnh Belarus nè, nó sát bên cạnh Nga đó. Rồi trong đó tất cả như Đức nè, rồi Pháp nè, đó, rồi dân dân, nó nhiều lắm nha, nó không hết nha, nó tới gần 30 nước rồi nha. Thì bây giờ mỗi một nước là cũng gom mớ để tiếp lớp đời xe tăng máy bay không người lái này kia nọ. Thì bây giờ để chống lại Nga này, thì bây giờ quý vị biết không, Nga này bây giờ đó, thì bắt đầu bây giờ như vậy là cô đơn một mình, biết làm sao giờ đây. Thì bây giờ là vũ khí của Nga là chuẩn bị năm 1945 tới giờ là 70 mấy năm. Vũ khí bây giờ trong kho lấy ra là hình như là hầu như là sạch sẽ luôn. Mà bây giờ để tạo vũ khí mới. Mà vũ khí mới bây giờ quý vị biết không, là tối tăng lắm chứ không phải như hồi xưa. Thấy không? Bây giờ xe tăng cũng tối tăng nè. Rồi máy bay không người lái cũng tối tăng nè. Rồi bây giờ tàu lặn bất cứ là vũ khí bây giờ quý vị là tối tăng. Nhưng mà bây giờ chưa có dùng tới về vũ khí hạt nhân thôi. Chưa dùng tới vũ khí hạt nhân thôi. Nhưng bây giờ là Nga nó là chuẩn bị vũ khí hạt nhân bây giờ đó. Thôi bây giờ sẵn trớn hồi trước giờ tôi không nói nha, bữa nay tôi sẵn nói luôn nghe quý vị. Bây giờ Nga bây giờ là trên 60 ngàn đầu đạn hạt nhân. 60 ngàn nha. Còn bãi phóng trên 700 bãi phóng. Trên 700 bãi phóng của Nga và trên 700 bãi phóng. Bãi phóng á là chỉ có 700 bãi thôi. Nhưng mà đầu đạn phải là trên 6 ngàn đầu đạn của hạt nhân. Mà quý vị một trái hạt nhân mà nổ ra rồi quý vị là thấy khủng khiếp như thế nào. Mà này là trên 6.000 trái. Mà tại sao hôm nay Nga mà như vậy mà Anh, Mỹ, khối NATO không sợ? Tại sao mà bây giờ hiện tại là dồn dập đem xe tăng, đem máy bay, đem không người lái lo cho Ukraine, bây giờ lo tràn ngập hoài, Nga giờ quánh không thủng. Bây giờ quý vị không, trận chiến này quánh cùng phải nói hôm trước này đó ha, nó gấp 10 lần hơn là chiến tranh này xảy ra, gấp hơn 10 lần nha. Mà bây giờ tại sao mà hỏi, bây giờ tôi hỏi nha, tại sao Mỹ và đồng thời Anh, khối NATO không sợ? Tôi nói là cái chỗ không sợ, tại sao không sợ? Mà hôm nay không phải Nga nói một lần nha quý vị. Nga hình như hăm dọa nhiều lần lắm rồi. Sẽ chơi, anh đừng có hiếp tôi quá. Tôi sẽ chơi hạt nhân hủy diệt là đời tận thế sẽ tới. Không phải là Nga nói một lần nha, mà Nga nói nhiều lần đó. Mà tại sao Mỹ không sợ, Anh không sợ? Tôi bật mí ngay cái chỗ là Mỹ và Anh không sợ. Bây giờ tất cả quý vị biết NASA bây giờ hiện tại ở trên cái không gian trên này ai cũng có nè, Nga có nè, Mỹ có nè, Anh có nè, Trung Quốc có nè, Nhật Bản có nè, có đủ trên cánh trên, ở trên chụp xuống vậy nè. Thì bây giờ những cái bãi phóng á, ở đâu là nằm nó đã biết hết, thằng Mỹ nó đã biết hết. Thì bây giờ hình như là tất cả các nước là bây giờ nó đã chuẩn bị hết, bây giờ nó chuẩn bị hết. Yêu cầu mà bây giờ anh Nga chỉ cần bắn lên một cái thôi là coi như bên kia nó sẽ đệ nhị đệ tam chiến chiến này nó sẽ là quỷ diệt hết. Mà bây giờ tôi hỏi vậy chứ bây giờ ông tổng thống Nga này đây đó, ông có ngu không quý vị? Khoan không, ông giàu có đất nước, ông giàu có gì đi bắn cái vũ khí hạt nhân lên rồi cái cho quỷ diệt cả đất nước rồi cả dòng họ rồi cả thế giới rồi chết hết trơn hay sao, phải không? Thành thử ra thằng Anh nó bắt được, thằng Mỹ nó bắt được cái câu này là anh chỉ hăm dọa thôi, anh không dám làm. Bởi vì làm cái nếu mà anh bắn lên một cái thì bên kia chụp lại cái nữa thì chắc này nó hủy diệt thôi chứ có gì đâu. Nhưng mà tôi nói quý vị cũng đừng nên dồn người ta vô tường quá. Không, tôi nói đây rõ ràng nha. Các anh đừng có dồn người ta vô tường quá. Dồn vô tường quá thường thường mà con chó mà nó chạy mà dồn vô tường quá nó phay quay lại nó cắn à. Đó, thành thử ra tới giờ đó mà dồn vô coi chừng trận chiến thứ ba này tôi sẽ nói là coi chừng sẽ bị là hủy diệt, sẽ đợi tới đời mặt Pháp. Đây là tôi nói vậy. Nhưng mà các anh đừng có dồn người ta ha. Thành thử ra hôm nay thì tôi nói trở lại. Thì hôm nay tôi cũng có nghe là cái chỗ tin tức thời sự. Thì tất cả bên Anh và bên Mỹ, tất cả là những nước khác hay hoặc như Trung Quốc bây giờ cũng đang can thiệp. Bây giờ dần dần bây giờ đang can thiệp hoài đó. Để ngồi vô bàn luận, để hòa bình thế giới. Mà bây giờ tôi nói thật với quý vị, trên thế giới này trên 8 tỷ người. Hiện tại bây giờ 8 tỷ người. Ai muốn hòa bình độc lập không? Ai cũng muốn hòa bình độc lập hết. Ai cũng muốn là cho chồng mình không ra chiến trận, không cho con mình ra chiến trận, không cho cha mình ra chiến trận. Ai cũng muốn hạnh phúc. Và đồng thời đạo Phật nè, rồi đạo Công giáo nè, rồi đạo Cao Đài nè, tất cả hàng đêm để cầu nguyện cho Phật trời, cầu nguyện thần thánh, cầu nguyện Phật để mà độ hộ cho thế giới được hòa bình, độ hộ cho đất nước của chúng ta được tai qua nạn khỏi và hạnh phúc gia đình và làm ăn. Thấy không? Đó là trong cuộc sống ai cũng mong vậy hết. Thì không ai muốn mong chiến tranh này ra.
Nhưng mà chiến tranh này xảy ra là gì? Do trời sắp đặt không? Tôi nói thật là trời sắp đặt. Bởi hồi nãy tôi có nói một câu đó, khùng dân lệnh Tây Phương Phật Tổ đó, nên giáo truyền khắp, khùng dân lệnh Tây Phương Phật Tổ nên giáo truyền khắp cả năm kỳ, thấy không? Hội Lâm Hoa chọn kẻ tu mi, người hiền đức đặng phò chân Chúa. Thì đây là cái cuộc này, tôi nói thật quý vị, cái cuộc có thể là Lâm Hoa Má Hội, có thể sắp Lâm Hoa Má Hội. Nhưng mà bây giờ tôi có nói thiệt với quý vị, tôi cũng nói hoài nha, hỏi Lâm Hoa Má Hội chừng nào, tôi nói có mà tôi chưa biết chừng nào. Nếu mà bây giờ do là trời sắp đặt thôi, thấy không? Bây giờ trước hết là gì? Một là chiến tranh đã xảy ra. Cái thứ hai là thiên tai, lũ lụt, ha, động đất, sóng thần, bệnh hoạn. Quý vị biết không? Thấy năm nay không? Mà có thường mà cái câu mà thường thường anh em cộng đồng mạng mà có lên hoài, tôi không biết cái câu này thánh nhân của ai nha. Nói là cái câu là năm dằn nhiều nỗi bơ vơ đó, bước qua năm mẹo như tơ rối cuồng. Thì quý vị biết không, năm mẹo này chỉ tơ rối cuồng thôi à quý vị, chứ chưa đâu. Nhưng mà mèo lui rồng tới ba giờ vững nha, thế giới chiến tranh khắp nổ bùng. Cái này mới là cái chỗ này mới là nguy hiểm. Còn bây giờ đó thì mèo lui rồng tới ba giờ vững, coi như cái câu mà mèo năm dằn nhiều nỗi bây giờ bước qua năm mẹo như tơ rối cuồng, chỉ là tơ rối cuồng thôi. Quý vị thấy bằng bây giờ không? Thí dụ như bây giờ cái tơ rối cuồng như vậy, rối thì nó gỡ, cũng ra chứ không phải không ra, thấy không? Nhưng mà nó khó, bị rối rồi nó khó nó gì đó. Thành thử là hôm nay cái cảnh năm nay, cái cảnh năm mèo năm nay, tôi nói thật quý vị thì nó đúng là tôi nói vậy nha, chứ không biết năm mèo nào nha. Nhưng mà tôi thấy là tôi nói thật với quý vị đó thì cũng hơi khó vậy thôi. Nhưng mà tôi nói thật với quý vị đó ha, đây là màn trời sắp đặt, chứ chiến tranh tôi nói thật quý vị còn kéo dài. Ai nói Nga thua, tôi nói Nga không thua. Ai nói Mỹ thua, tôi nói Mỹ không thua. Mà tôi nói Ukraine thua, tôi nói Ukraine không thua. Bây giờ có thằng nào chịu thua đâu, phải không? Không có thằng nào chịu thua hết trơn á. Thành thử ra bây giờ chiến tranh này đang bùng nổ với nhau, quý vị thấy không? Thôi chết bây giờ, chết tôi thật quý vị đó. Bởi vì hình thử ra thầy có nói một câu nói đó quý vị: cha nọ bồng con vợ khóc quà, tan nát sớm riền khổ dữ a, nhà không kẻ ở ôi nói trước, nếu chẳng tin lời khổ thiết tha. Quý vị thấy rõ ràng không? Bây giờ là bây giờ nhà còn ai đâu ở. Bây giờ Ukraine bây giờ biểu đi về đó sao, về về làm gì vậy? Nhà cửa tanh bành té bẹ trơn, bây giờ chiến tranh đã đổ máu như vậy mà về đó làm gì? Đó. Đó, bây giờ chiến tranh bây giờ nó quá thì thở nhà ôi khổ thảm bốn bề sống dậy, dòm lưng trời, lửa cháy liên miên ha. Lúc này mới là sợ nghe quý vị. Đó, nhưng mà bây giờ đó thì bây giờ nó tôi thật với quý vị ha, còn kéo dài dằng dẳng lắm nha. Mà bây giờ đó mà nếu mà bên Nga mà nếu mà thắng Ukraine trận này thì Trung Quốc làm Đài Loan sao đây? Thấy không? Bây giờ Nga với Ukraine nó giống như nhau, như Trung Quốc với Đài Loan nó giống hệt nhau, không khác chỗ nào đâu. Bởi vì anh Ukraine này đó đất nước của Nga. Thằng Nga giờ nó nói là để lấy lại, mà thằng Đài Loan bây giờ nó đất nước của Trung Quốc thì Trung Quốc lấy lại. Nó giống hệt như vậy thôi, nó không khác nữa. Mà bây giờ hiện tại đó thì bây giờ đó là cái trận này xảy ra rồi đó. Thì thằng Trung Quốc nó rút kinh nghiệm. Thằng Trung Quốc nó rút kinh nghiệm trận này dữ lắm à, thấy không? Bây giờ như vậy đó là thằng Trung Quốc nó bây giờ tôi đánh thằng Đài Loan rồi là đụng ngay ổ kiến lửa. Đụng ngay ổ kiến lửa liền. Nhưng mà nói thật quý vị á, nói thì nói vậy đó, nhưng mà thầy nói là cuộc chiếu manh ha. Thì Đức Thầy có nói rồi đó, là quý vị có nghe thường thường nói câu giảng á, là mặt nước biển lô nhô lận hiệp, chung đi chuông mặt nước biển lô nhô lận hợp, chim đua bay cá lội trên màu, ngọn thủy chiều nô nức sụp xuôi ha, bầu trái đất một phen lưng chuyển. Thì bây giờ quý vị biết không, là hôm trước nay đó thì Trung Quốc bây giờ nó đang lầm lè dữ lắm đó quý vị. Nhưng mà trong cái cuộc này đó thì bây giờ hiện tại trên đài tôi có nghe đó ha, thì bây giờ là Mỹ Trung Quốc bây giờ đắp sắp là viện trợ là vũ khí cho Nga. Cái này thì thôi nha, nhưng mà Trung Quốc á, thì bây giờ từ chối nói rằng không có. Bây giờ cũng là bên Mỹ bây giờ cũng đang xô xao đó, đang ríu riết là nếu mà thật sự mà nếu Trung Quốc mà có viện trợ vũ khí cho Nga thì thằng Mỹ nó sẽ cấm vận Trung Quốc, thì lúc này nó sẽ rối tới quý vị. Bởi vì năm mèo như nấu bây giờ năm dằn gì nấu bây giờ bước qua năm mẹo như tới rốt cuồng, thì bây giờ nếu mà thật sự mà nếu mà thằng Trung Quốc mà nó viện trợ vũ khí cho Nga thì sẽ chiến tranh nó sẽ còn kéo dài. Mà nó kéo dài thì bây giờ nó kéo dài thì bây giờ cấm vận nhau thì nó rối cuồng, nó rối gì, nó rối nó dính lây tới mình chứ phải là ấy đâu à.
bây giờ cấm dặn với nhau rồi, bây giờ hỏi mình làm ăn được cái gì đây? Tôi nói chỉ là còn sự sống của mình là chỉ còn cái lúa thôi nghe quý vị. Mà tới chừng lúa lúc đó mà làm không được hả, tôi thật quý vị, mà bằng trái cây, mà bằng xài, bằng ổi, bằng quýt này hả, bán ai ăn cũng bình thường, có tiền còn mua rồi ăn nhai quẹt quẹt đồ chơi á. Còn lúc nó khổ qua lan không có còn ăn nữa, tiền đâu mua ổi mua xài đồ ăn, thấy không? Thành thử lúc này nó là cái khó nghe quý vị, thành thử là nó rối, là nó rối ngay chỗ đó, nó rối là cả dân mình. Còn ngoài đây bây giờ hiện tại nó chiến tranh ngoài Đông Âu ngoài thì nó kệ ngoài đi, mình trong này là cái việc lo làm ăn, mà ngặt nó rối là nó rối cái chỗ là mình làm ăn không được, đó là nó rối cuồng, là nó rối ngay chỗ đó, thấy không? Rồi bây giờ như vậy, cái thứ nhất, cái thứ nhì quý vị thấy không, rõ ràng thiên tai bây giờ nó biến động, thiên tai nó biến động, thiên tai bây giờ hiện tại là quý vị thấy không, cái là bên Thổ Nhĩ Kỳ đó, bây giờ chết gần 47.000 người rồi, bây giờ như vậy là Syria bây giờ nó động đất rồi, bây giờ nó chưa ngưng nữa rồi, bắt đầu là động đất lần thứ hai là 5.8 độ Richter nè, quý vị có nghe không? Đó, sau động đất cái nữa rồi Trung Quốc bây giờ mới đây động đất nè, mới đây nè, rồi động đất đây nữa, rồi bây giờ nó có cái báo hiệu gì nè nghe quý vị, cũng như chiến rồi tôi có nói đó. Bây giờ như vậy là coi như bão lửa có nè, rồi mưa rắn có nè, mưa cá có nè, phải không? Nó đủ chuyện cho, mà bây giờ nó tại sao mà có một cái gì mới đặc biệt quý vị, là quý vị có bắt đài là quý vị coi, bây giờ có hai ngọn lửa nó bùng phát, hai ngọn lửa giữa trên không á, chứ không phải là dưới đất mà nổi lên. Cái dưới đất nổi lên hay trên núi nổi lên thì cái đó là coi như là cái núi lửa thì cái chuyện đó là bình thường, thấy không? Chỗ này phóng lên chỗ kia phóng lên, núi lửa là chuyện bình thường, trong cái lòng cái đất của chúng ta thì nó bùng cái núi lửa thì cái chuyện đó là bình thường, mà nhặt cái này hai ngọn lửa trên không á, tự sinh trời trên không á, nó bùng hai ngọn lửa mà nó xảy ra, mới xảy ra động đất. Cái này nó hiện tượng, thành thử ra cái hiện tượng này mình không biết được ngày mai là như thế nào. Cái này của thiên nhiên trời đất. Thì bây giờ tôi nói bí đệ nghe nó là gì, cái này động tới là ngũ hành rồi đó, kim mộc thủy hỏa thổ. Mà hồi đó giờ quý vị trên bầu trái đất này mà nói ngũ hành mà xuất hiện rồi đó, có ai ngăn cản được không? Không có ai ngăn cản được hết trơn, phải không? Nếu mà nói về núi lửa phun trào, ai lại đó mà dẹp được cái núi lửa không? Đó là nếu mà núi lửa mà nó phun ra rồi đó thì nó ra xe ngâm thạch, ra nhâm thạch rồi đó thì nó sẽ qua kim loại, thì trong kim loại này nó hóa thành nước, mà nước thì nó mới có là tạo được cái cây sống, mà cái cây sống thì nó cháy rồi sẽ ra đó, thì nó đi chu kỳ đất nước gió lửa này là không có ai cấm được hết. Nếu mà đây là một cái chuyện đó là coi như đây là trời đã sắp đặt thiên định. Thí dụ nước, tôi nói thí dụ như là một cái chặng là sóng thần ở Nhật, có ai cản được không? Lên tới 17, 18 thước nước là rồi, có ai cản được không? Rồi bây giờ cơn bão số 5 ở Việt Nam chúng ta đó, đẩy một cái là chết bao nhiêu người, phải không? Đất nước gió lửa này là nếu mà gió bão lụt thì không có ai ngăn cản được cái này quý vị, không có ai ngăn được. Thì đây là hôm nay gì? Động tới mẹ thiên nhiên rồi đó. Tôi thật quý vị, động tới mẹ thiên nhiên rồi đó. Không phải cái đời này là cái đời là nó đúng ra thượng quan á, trung quan là cái đời mặt pháp ở đây. Nhưng mà tôi nói quý vị á, thì quý vị cũng thông cảm, đây là tôi không có phải nói là thiên cơ thầy cuộc gì nha, mà đây là nói về theo cái giáo lý của Đức Thầy, phải không? Khùng dân lĩnh Tây Phương Phật Tổ nên giáo truyền khắp cả Nam Kỳ. Nam Kỳ là gì? Nam Kỳ hồi xưa đó là Chầu Pháp có 6 tỉnh quý vị, Biên Hòa, Gia Định, Định Tường. Còn trong miền Nam của chúng ta là An Giang, là Hà Tiên và Vĩnh Long, thì trong 6 tỉnh. Bây giờ như vậy là sau này là thằng Pháp đi vô nó mới chia ra là 21 tỉnh, 21 tỉnh thành. Đó, rồi bây giờ nó nhiêu tỉnh đó thì tôi không biết ha. Thì bây giờ đó, tất cả như bây giờ 24. Hiện tại trong đất nước của chúng ta là 64 tỉnh thành. Đó. Thì bây giờ hôm nay á thì tôi nói với vị khùng dân lĩnh Tây Phương Phật Tổ nên giáo truyền khắp cả Nam Kỳ, hội Long Hoa chọn kẻ tu mi. Chọn kẻ tu mi là gì quý vị? Tu mi là quân tử, thấy không? Là con người có chí khí, con người phải có anh hùng đó, để mà tu tập. Hôm nay là thầy để xuống đây giáo hóa cho chúng ta. Thì hôm nay là thầy nói là một đời một đạo đến ngày trung thăng nghe quý vị. Nè, thầy nói nè, đạo tôi chúa chặt dình câu trung thủy, đạo thầy trò phải khắc cốt ghi xương nha. Hôm nay mình với thầy phải khắc cốt với nhau, mình phải tin tưởng thầy chúng ta, thấy không? Bây giờ tin tưởng cái thời này đó thì nó cũng là nó thời mặt pháp nó cũng mỏng lắm quý vị à. Thì bây giờ ráng quý vị ráng lo ăn chay niệm Phật lo tu. Để mà tu là gì? Tu để cứu được bản thân của mình. Mà đức thầy có nói một câu nói này nha quý vị. Đó, ngôn từ đạo hạnh ý thầy khuyên, hạnh đức ăn cần ráng tập chiên, thất tổ củ quyền nơi chính suối, mỉa mai xa lánh sáu đường duyên. Hôm nay tôi nói thật quý vị, tôi nói một câu mạnh, cha mẹ tu không cứu được con nghe quý vị, mà con tu mới cứu được cha mẹ nha. Cái này là tôi nói thật nha. Nè,
muốn cho tội lỗi mòn tiêu, thành tâm cầu nguyện sớm chiều mới hay. Mục liên cứu mẹ bằng nay, nhờ người hiếu hạnh tâm dài từ bi, ai ai hãy ráng mà si, thương đời ta tỏ chuyện nghi rõ ràng. Thấy không? Thì hôm nay nếu mà muốn cứu được cha mẹ thì mục kiền liên cứu được cha mẹ. Quý vị thấy hồi đó giờ có cha mẹ nào cứu con không? Có, mà Đức Thầy nói rõ ràng con mới cứu được cha mẹ. Thì hôm nay quý vị muốn là thương ông bà, thương cha mẹ, thương cửu quyền, thì hôm nay chúng ta lo tu mới cứu được cửu quyền thất tổ, mới cứu được cha mẹ chúng ta. Thì hôm nay tất cả mình làm đội chí hiếu. Có nhiều người nói thôi bây giờ tôi tu tâm mà ha, tôi tu tâm mà, bây giờ hỏi cái tâm đâu, không biết cái tâm nằm đâu hết trơn. Phải không? Tôi tu tâm mà tâm bây giờ cái hiếu mình không biết nè, cái tâm cái nhân đạo mình không biết nè, nhân nghĩa lý trí tính mình không biết chơi, mình nói tâm rồi bây giờ tâm như vậy mình cũng còn là đủ thứ chuyện hơn thua cao thấp. Rồi bây giờ đó Thầy nói là cái khẩu các trò nặng nề hơn hết, lưỡng thiệt ỷ ngôn ác khẩu vọng ngữ, là tham lam sân nộ mê si, mình còn một đống mà nói cái tâm, cái tâm chỗ nào đâu. Thấy không? Thành thử ra có nhiều người nói cái tâm, thành thử ra thôi bây giờ như đại hỏi bây giờ trong chiến tranh giữa thế giới và hôm nay như thế nào. Thì hôm nay thì tôi phiên các quý vị thì tôi nói vậy bao nhiêu là quý vị đã hiểu biết rồi, chứ còn mà nếu mà nói ra mà cái chiến tranh á, mà nói ra mà nói về cái chuyện mà nói kể ra đó, thật quý vị ha, bây giờ kể ra máy bay không người lái, kể ra tàu lặn, kể ra chết chóc, thì bây giờ là không thể nào mà kể hết quý vị đâu. Bây giờ quý vị coi thời sự đó, thì cái đời này đó, cái đời mặt pháp này, quý vị biết cái thời mà trận chiến thứ ba này, quý vị thấy ha, nó gấp bằng 10 lần cái trận chiến thứ hai, nó gấp bằng 20 lần trận chiến thứ nhất đó. Bây giờ quý vị thấy vũ khí bây giờ nó không còn như ngày xưa nữa. Thành thử ra bây giờ đó, tôi nói quý vị á, cái đời này nó cũng cặn lắm rồi. Mà hai nữa là tại sao mà Thầy nó tuồn xưa kia sắp đặt đã lâu, nếu mà không có sắp đặt thì sao có như vậy. Nếu không có chiến tranh, không có thiên tai, không có lũ lụt, không có Covid, không có bệnh dịch rồi ra, làm sao mà có cái đời mặt pháp được, thấy không? Thì nhưng mà nó có một cái tôi thấy bây giờ như mà những người tôi thấy giờ cũng còn hơi lơ là lắm, cái trời Phật thì cũng không tin gì mấy ha. Thành thử ra từ cái chỗ đó tôi thấy giờ còn lơ là, thì tôi mong quý vị đó. Thì hồi nãy tôi nói là long khùng thầy khùng khùng dương lĩnh Tây Phương Phật Tổ nên giáo truyền khắp cả chúng sanh á, khùng dương lĩnh Tây Phương Phật Tổ nên giáo truyền khắp cả năm kỳ, hội long hoa chọn kẻ tu mư, người hiền đức đặng phò tiên mà chân chúa. Thì hôm nay tôi nói thật với quý vị, thì bây giờ hôm nay muốn ngày mà tới mà cái long hoa mã hội đó, thì muốn gặp được Phật và gặp được thầy đó, thì hôm nay chúng ta phải làm hiền, phải không? Mà hiền gì? Hiền lành nhắm mắt thì thấy non tiên, thấy không? Thì hôm nay chúng ta phải ráng lo và tu, lo tu tập đó quý vị. Thành thử ra thầy có nói là long hoa tiên Phật đó tao bà, lừa lọc con lành diệt quỷ ma, nếu mãi mê mang mùi tục lỵ, linh hồn chìm đắm chốn đi hà. Thì hôm nay quý vị ráng mà lo tu, thì trong đó cũng như là thầy nói là mê với tỉnh nhận ra là lý, thấy dương trần ngủ mãi ngủ hoài, thức dậy mà tầm đạo kiếm bài, để thi cử khỏi mang tiếng rớt. Mà giờ hôm nay tôi nói thật với quý vị đó, thì bây giờ mình ngủ nó lâu lắm rồi quý vị, nghĩ mà từ vô thủy tới giờ, rồi tới cái đời mình đây nữa, rồi bây giờ tới cái đời sau nữa, bây giờ ráng mà mình cứu được cái đời mình, chứ giờ mình còn mê hoài đó nghe quý vị. Thì tôi nói bây giờ thôi gì nè quý vị ơi, thì cái chương trình mình đó tới đây thì cũng anh em còn hỏi cái gì hỏi, còn nếu không hỏi đó thì mình xin tạm dừng ở nơi đây ha. Thì mong quý vị thì dạ, xin hỏi xin hỏi một câu hỏi phụ huynh để kết thúc chương trình nè huynh. Dạ. Còn phụ ha, thì đệ cũng chưa mới nghe mấy huynh nói là khi mà hai nước mà nó chiến tranh với nhau, mà nước này mà chịu đầu hàng thua là sẽ bị đền bù cho nước kia, đúng không huynh? Dạ huynh đúng rồi, bây giờ gì? Như vậy là nếu mà nói ra đệ hỏi thì đây là tôi nói ngắn gọn thôi, cái này cũng dễ hiểu. Dạ. Hồi xưa tới giờ đó, bất cứ chiến tranh nào cũng vậy cho đó, nếu mà anh thua là anh phải bồi đền chiến tranh. Thí dụ giả sử như bây giờ là hồi xưa mà Nhật mà đánh tất cả muốn chiếm Đông Âu này á, khởi chiến tranh 1939 là Nhật muốn là bá chủ Đông Âu này đó, là quánh qua tất cả các nước. Nhưng mà tới năm 1945 á, thì Mỹ nó qua nó bỏ hai cái bom ở Nagasaki và Hiroshima đó, thì Nhật đã đầu hàng, thì anh phải bồi đền chiến tranh. Mà hôm nay bồi đền chiến tranh là gì? Tất cả những đồ anh làm ra gì phải đóng dấu là của tên. Thí dụ bây giờ muốn nhập qua bên Việt Nam thì anh phải làm cái đó, cái máy cù lè đó, nhớ không, cái máy lưu từ đó giật giật đó, anh phải đóng tay của thằng Mỹ vô, anh phải đi qua, anh phải là qua cái của tôi, bởi vì anh đã đầu hàng, anh phải tất cả những gì, anh phải bồi đền chiến tranh, anh cái gì anh muốn làm gì anh phải qua trung gian của tôi. Cũng như hôm nay anh muốn làm gì
thì anh phải qua trung gian tôi, bởi vì anh thua cuộc rồi, anh phải lo hết trơn. Đó là tôi nói một phần nha. Còn một phần anh cũng phải lo là tất cả những người chết nè, lo những tài sản, tất cả gì anh bù lao cũng như hồi xưa Mỹ vô đây đô hộ mình 30 năm. Nếu anh thua cuộc anh về anh phải bồi đền chiến tranh, anh phải là chất độc bà da cam, anh phải lo hết tất cả cho người dân chúng ta. À, dần dần nói vậy, bởi vì anh khởi ra chiến tranh, nước của anh không ở mình qua anh chiến tranh nước của người ta là anh quánh nước người ta rồi, anh quánh rồi thôi hay sao? Cũng như bây giờ mình nói thí dụ, bây giờ mình ra ngoài mình khai sự người ta đi, mình lợi nhà người ta, mình phá nhà người ta, mình quánh nhà người ta. Ê, rồi như vậy là thôi, gì mạnh ai nấy, gì nhà nấy ha, vậy là còn chính quyền nữa gì đâu. Anh phá tôi là anh phải đền bầu, anh đập cái tủ là anh phải đền cái tủ tôi à, thấy không? Anh làm tôi bị thương, làm nhà thương anh phải lo cho tôi, còn chết anh phải lo tiền tử tôi, lo cho vợ con tôi chứ đâu phải anh rồi mà anh không gì được, thấy không? Yeah. Thì đó là tôi trả lời với đệ, đó là ngắn gọn, đó là như vậy đó. Vậy đến đây thì cũng xin tạm dừng ha. Thì một ngày kính chúc quý vị an lạc, vui vẻ. Và tôi cũng xin kính chúc quý vị là đẹp như hoa hồng, thành công như hoa cúc, hạnh phúc như hoa mai, phát tài như bao pháo, độc đáo như hoa lan, an khang như hoa huệ. Và chúc cho quý vị trí tuệ được như hoa sen. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật.